Sáng nay ngày 23 tháng 5, cùng với cả nước, đông đảo cử tri thành phố Hồ Chí Minh chính thức cầm trên tay lá phiếu, bầu chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương. Từ sáng sớm ngày 23 tháng 5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt cùng với bà con cử tri tại các điểm bầu cử, dự lễ khai mạc bầu cử diễn ra lúc 7 giờ và cùng bỏ những lá phiếu đầu tiên. Tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu 41, đơn vị bầu cử số 10, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, dự lễ khai mạc và là người bỏ phiếu đầu tiên. Tại đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại quận 10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 94 tại trường mầm non phường 15. Tại quận 3, tham dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 34 tại trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 3 có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 59 tại trường tiểu học Lương Thế Vinh 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Tại huyện Hóc Môn, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 tại thị trấn Hóc Môn. Tiếp đó, đồng chí tới bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 65 tại trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường 12, quận 3. Ngày 23 tháng 5, cử tri thành phố Hồ Chí Minh sẽ bỏ phiếu chọn ra 30 đại biểu Quốc hội từ 50 người ứng cử, có tất cả 10 đơn vị bầu cử. Từ 5 ứng cử viên, cử tri ở mỗi đơn vị bầu cử sẽ bầu ra 3 đại biểu Quốc hội. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 7 giờ tối cùng ngày. Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh, đến 11 giờ ngày 23 tháng 5, tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 2,64 triệu người, chiếm tỷ lệ gần 47%. Lúc 6 giờ 30, cử tri Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới khu vực bầu cử số 4 tại số 58 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng để bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chia sẻ cảm nhận sau khi bỏ phiếu, cử tri Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương rất vui mừng, phấn khởi và xúc động được cùng với cử tri thủ đô Hà Nội và cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội lần này là lần thứ 15, diễn ra khi đất nước ta đã trải qua hơn 75 năm giành được độc lập, 14 kỳ bầu cử Quốc hội, 35 năm đổi mới, hoàn thiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021 và đang bước vào giai đoạn mới, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, hơn 20.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và hơn 240.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thì đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong ngày hội lớn ngày 23 tháng 5, hơn 700 cử tri là cư dân ở Block A1, chung cư Sunview Town, nơi đang thực hiện phong tỏa do liên quan bệnh nhân mắc COVID-19, được chia ra từng tầng, lần lượt xuống bỏ phiếu, giãn cách để phòng lây nhiễm chéo. Khu vực bỏ phiếu số 321 được đặt tại Block B, chung cư Sunview Town. Còn tại khu vực có cử tri đang thực hiện cách ly y tế, tại tòa nhà Block A1, phường bố trí thùng phiếu phụ đặt tại sảnh. Riêng khu vực bị phong tỏa, tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ gồm 12 người. Các thành viên thông báo cho cư dân từng tầng lần lượt xuống bỏ phiếu. Ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng với tầng 18 nơi ở của người nhà bệnh nhân 4514, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu lên tận nơi. Sáng nay ngày 23 tháng 5, Bệnh viện K đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
trong điều kiện bệnh viện đang phong tỏa để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tham gia bỏ phiếu có ban giám đốc bệnh viện, các y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với hơn 2.200 cử tri. Theo bác sĩ Phạm Văn Bình, phó giám đốc bệnh viện ca, bệnh viện tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ từng khoa, trong mỗi khoa lại tổ chức theo từng buồng bệnh này bỏ phiếu xong rồi mới đến buồng bệnh khác. Những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh. Bệnh viện đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được niêm phong, khử khuẩn thường xuyên. Sáng ngày 23 tháng 5, tại điểm bầu cử lưu động ở Bệnh viện Chợ Rẫy, công tác chuẩn bị bầu cử cho người bệnh và thân nhân người bệnh đã được lãnh đạo bệnh viện và Ủy ban bầu cử phường 12 quận 5 thực hiện chu đáo cho 1.274 cử tri là người bệnh đang điều trị nội trú và thân nhân của bệnh nhân. Sau công tác chuẩn bị, tổ bầu cử mang theo 3 thùng phiếu lưu động đến từng phòng bệnh, kiểm tra phiếu cử tri và phát phiếu bầu cử. Sau khi 1.274 cử tri tại Bệnh viện Chợ Rẫy hoàn tất việc bỏ phiếu, 3 thùng phiếu sẽ được vận chuyển về tổ bầu cử 58 của phường 12 quận 5 để thực hiện việc kiểm phiếu. Dự kiến đến 21 giờ ngày 23 tháng 5, việc kiểm phiếu sẽ hoàn thành. Tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi, đúng 8 giờ 20 phút, các nhân viên y tế bệnh viện bắt đầu kiểm tra và niêm phong thùng phiếu để tiến hành bỏ phiếu. Hơn 9 giờ sáng ngày 23 tháng 5, bệnh viện bắt đầu tổ chức bầu cử cho người bệnh đang điều trị và 92 người đang cách ly tập trung. Ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an huyện Cần Giờ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé CBH 2 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 22 tháng 5, bé H cùng người chị gái chơi ở gần sông Xoài Rạp, ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, thì bé H bị rơi xuống sông. Nhận tin báo, Công an huyện Cần Giờ phối hợp cùng phòng BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ thợ lặn có mặt tiến hành tìm kiếm. Đến 17 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể bé H và bàn giao cho công an địa phương. Theo Washington Post, Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu do Ủy ban châu Âu EC chủ trì dưới hình thức trực tuyến đã kết thúc với việc lãnh đạo các nước phát triển và các hãng dược phẩm cam kết tăng nguồn cung vaccine COVID-19 cho những nước thu nhập thấp và trung bình. Theo đó, Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson cam kết cung cấp khoảng 3,5 tỷ liều vaccine với giá gốc hoặc giá chiết khấu trong năm nay và năm tới. EU cam kết hỗ trợ 100 triệu liều vaccine, đồng thời đầu tư 1,2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng các trung tâm sản xuất vaccine ở châu Phi. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đề xuất một kế hoạch trị giá 50 tỷ đô la Mỹ nhằm chấm dứt đại dịch bằng cách tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển vaccine.